Thưa quý vị, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự đoán giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm trong kỳ điều hành tới do giá dầu thế giới lao dốc. Trong sáng nay, trên Oil Price, giá xăng dầu trên thị trường của Mỹ đều thấp hơn nhiều so với bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành giá ngày 1 và ngày 12 tháng 12. Do đó, tại kỳ điều hành giá ngày 21 tháng 12 tới, cơ quan quản lý có thể sẽ điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Nhiều ý kiến cho rằng giá xăng dầu có thể giảm xuống dưới 20.000 đồng một lít nếu nhà điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá. Cá tra đã trở thành mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp. Năm 2022, nếu tính trong ngành hàng thủy sản thì cá tra là mặt hàng xuất khẩu khởi sắc nhất nhờ có giá xuất khẩu trung bình tăng nhiều nhất. Dự báo năm nay, ngành hàng xuất khẩu này sẽ thu về trên 2,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức doanh thu kỷ lục, cũng là mức tăng trưởng kỷ lục gần 80% so với năm trước. Hiện nay, 97% cá tra xuất khẩu dưới dạng phi lê, sản phẩm giá trị gia tăng và phụ phẩm chưa được khai thác triệt để. Do đó, theo nhiều chuyên gia, cần đa dạng các sản phẩm giá trị gia tăng từ cá tra. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện tổng số xe hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 là hơn 21.000 ô tô, trong đó có trên 6.140 xe ô tô khách và gần 15.000 ô tô tải. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng phương tiện hết niên hạn sử dụng nhiều nhất với gần 5.000 xe. Tiếp đến là Hà Nội ghi nhận trên 2.600 xe. Danh sách chi tiết toàn bộ xe hết niên hạn sử dụng đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo quy định, trường hợp quá hạn đăng kiểm trên một tháng, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết sáng nay Triều Tiên đã phóng hai vật thể nghi là tên lửa đạn đạo. Hai vật thể này được cho là đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông nước này. Hiện GCS chưa cho biết chi tiết về vụ phóng. Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên đã phóng hơn 60 tên lửa đạn đạo trong năm nay. Trong đó, tháng 11 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Giới chức Nhật Bản nhận định tên lửa này có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ khi có thể bay xa tới 15.000 km. Iran ngày 17 tháng 12 tuyên bố khả năng làm giàu urani của nước này đang ở mức phát triển nhất, trong bối cảnh chỉ còn một ngày trước chuyến thăm của phái đoàn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tới thủ đô Tehran. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết, năng lực làm giàu urani hiện nay của Iran đã tăng lên hơn 2 lần so với trước đây. Giới chức Iran cho rằng hoạt động sản xuất năng lượng và điện hạt nhân giúp đất nước tiết kiệm lớn về kinh tế, đồng thời giúp giảm hiệu quả lượng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và không tái tạo, cũng như các vấn đề về môi trường. Trong khi đó, dự kiến một phái đoàn các chuyên gia kỹ thuật của IAEA sẽ tới Iran vào ngày 18 tháng 12 trong nỗ lực giải quyết bế tắc liên quan đến vấn đề phát hiện các dấu hiệu, dấu vết của urani tại các cơ sở mà Tehran chưa từng công bố. Ngày 17 tháng 12, nhà chức trách Tunisia thông báo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu quốc hội nước này chỉ đạt 8,8% sau khi đa số các đảng chính trị tẩy chay cuộc bầu cử. Đây là mức thấp nhất trong bất kỳ cuộc bầu cử nào kể từ sau cuộc nổi dậy mùa xuân Arab. Tuy nhiên, cơ quan bầu cử cho rằng đây là kỳ bầu cử trong sạch do không có tài trợ nước ngoài, trái ngược với các cuộc bầu cử trước. Dự kiến nhà chức trách sẽ công bố kết quả sơ bộ vào ngày 19 tháng 12 tới. Cuộc bầu cử diễn ra gần một năm rưỡi sau khi Tổng thống Kais Saied giải tán quốc hội và sau nhiều tháng bế tắc chính trị cũng như khủng hoảng kinh tế trầm trọng hơn do đại dịch Covid-19. Lạm phát tại Tunisia hiện khoảng 10%, tình trạng thiếu sữa, đường và xăng thường xuyên xảy ra, kéo theo làn sóng di cư ngày càng tăng. Hôm nay, chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra tại bang Selangor của Malaysia đã bước sang ngày thứ ba. Thêm 3 thi thể được tìm thấy ngày 17 tháng 12, nâng tổng số người thiệt mạng trong thảm kịch này lên 24 người. Cơ quan cứu nạn và cứu hỏa bang Selangor thông báo, trong số 94 người có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc, 61 người đã được giải cứu an toàn, trong khi 9 người vẫn mất tích. Cơ quan này cho rằng khả năng các nạn nhân sống sót sau một ngày xảy ra lở đất là rất mong manh do bị mắc kẹt dưới lớp đất đá dày. Hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các nạn nhân được tìm thấy hoặc bước sang ngày thứ Bảy. Vụ lở đất xảy ra tại khu cắm trại chưa được cấp phép ở thị trấn Batangkali, cách thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia khoảng 50 km về phía Bắc. Sau thảm kịch trên, cơ quan quản lý lâm nghiệp tại một số bang của Malaysia đã chỉ thị đóng cửa những khu cắm trại leo núi và các tuyến đường mòn tiềm ẩn rủi ro.
Thưa quý vị, các sản phẩm gan ngỗng thuần chay đang ngày càng được ưa chuộng tại Pháp trong bối cảnh dịch cúm gia cầm bùng phát nghiêm trọng làm gián đoạn nguồn cung ứng gan ngỗng từ các trang trại. Cách đây 2 năm, đầu bếp người Pháp Fabien Borgel tại nhà hàng chay 42 Degrees ở Paris đã sáng tạo thành công món gan ngỗng chay với những nguyên liệu từ thực vật như hạt điều, dầu hướng dương, dầu dừa. Sản phẩm gan ngỗng thuần chay của chúng tôi hướng tới những khách hàng chưa từng món ăn gan ngỗng truyền thống vào dịp Giáng sinh tại Pháp và không có ý định thử do phản đối hình thức sản xuất bị lên án là tàn nhẫn, nhưng vẫn muốn cảm nhận hương vị của lễ hội. Ngoài ra, ngày càng nhiều người có xu hướng thay đổi cách ăn uống theo hướng lành mạnh hơn và lựa chọn các sản phẩm thay thế từ thực vật. Món gan ngỗng chay thường được nhà hàng 42 Degrees đưa vào thực đơn vào dịp lễ hội cuối năm từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, món gan ngỗng đang dần biến mất khỏi thực đơn của các nhà hàng Pháp. Đầu năm nay, Hiệp hội Liên ngành các nhà sản xuất gan ngỗng cho biết, sản lượng gan ngỗng dự báo sẽ giảm từ 30% đến 35% so với năm ngoái, trong khi giá sẽ tăng khoảng 20% do nguồn cung giảm và chi phí tăng vọt. Gan ngỗng được coi là một trong những di sản văn hóa và ẩm thực của nước Pháp, làm từ gan ngỗng hay vịt. Để có được gan béo của ngỗng hay vịt, người ta vỗ béo để gan của chúng tăng lên gấp 10 lần so với kích thước bình thường và có nhiều mỡ hơn. Theo các nhà bảo vệ động vật, quá trình này có thể khiến những con vịt, ngỗng quá lớn, không thể đi lại hoặc thở được. Năm 2019, Hội đồng thành phố New York, Mỹ đã thông qua luật cấm bán gan ngỗng trong thành phố, một trong những thị trường tiêu thụ gan ngỗng lớn nhất của Mỹ. Các quốc gia khác bao gồm cả Anh, Phần Lan, Israel và Na Uy cũng cấm sản xuất gan ngỗng hoặc vịt. Thưa quý vị, những ngày trong tháng 12 này là thời điểm bận rộn nhất trong năm của ông già Noel tại Lapland, Phần Lan, nơi được biết đến là quê hương của ông già Noel. Không khí chuẩn bị cho Giáng sinh đang vô cùng nhộn nhịp tại Lapland, Phần Lan. Ông già Noel đang trong những ngày chuẩn bị quà cho các em nhỏ trong dịp Giáng sinh an lành. Đúng với tên gọi của mình, làng ông già Noel tại Rovaniemi, thủ phủ của vùng Lapland, Phần Lan, là nơi có không khí Giáng sinh nhộn nhịp nhất. Bên ngoài bưu điện, các trợ lý đang giúp ông già Noel phân loại thư của nhiều em nhỏ gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Cháu chào ông già Noel. Cháu tên là Pedro, cháu 6 tuổi. Cháu có một em gái, em 2 tuổi rưỡi. Gia đình cháu từng sống ở Kiev, nhưng giờ đã chuyển đến sống ở miền Tây Ukraine. Những lá thư này sau đó sẽ được chuyển đến tận tay ông già Noel. Với trách nhiệm của mình, thường ông già Noel sẽ không bỏ sót một chữ nào trong thư của các em nhỏ. Không chỉ chuẩn bị quà, ông còn gửi những lời động viên cho các em, dù đó là các em đang bị xáo trộn cuộc sống do chiến sự hay chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu đang gây căng thẳng tài chính cho các gia đình. Tất nhiên là có quà chứ. Nhưng các bạn nhỏ hãy nhớ là Giáng sinh không phải chỉ là những món quà. Giáng sinh ở trong tâm trí và trái tim của chúng ta, trong tâm hồn ta. Đó mới là Giáng sinh thực sự. Và nó sẽ ở đó trong năm nay, năm sau, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Từ Lapland vào đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ đánh cỗ xe tuần lộc kéo đi, phát quà cho các em nhỏ. Mỗi đứa trẻ khi gửi thư cho ông già Noel đều mang theo nhiều điều ước và ông già Noel cũng có một điều ước của riêng mình. Tôi ước rằng mọi người có thể lắng nghe người khác, hãy nhìn xung quanh xem có ai cần giúp đỡ hay không. Hiện tại trên thế giới, có rất nhiều người không có hy vọng, không có nơi để đi, không có nơi ở, không có chỗ ngủ. Vì vậy, nếu bạn thấy ai cần, hãy giúp họ.